Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cán bộ công an lái ô tô gây tai nạn khiến công nhân điện lực nguy kịch. Vào khoảng 15 giờ 40 phút, tại đường Lê Hồng Phong, phường Nghĩa Phú, anh Trịnh Đình Nam điều khiển xe ô tô lưu thông theo hướng đường 23/3 đi đến công an phường Nghĩa Phú. Khi xe đến đoạn gần chi cục thú y tỉnh Đắk Nông, do không đi đúng phần đường, không làm chủ được tay lái, đã tông trúng anh Dương Minh Hưng, 31 tuổi, ngụ thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, là công nhân thi công đường dây truyền tải điện tại thị xã Gia Nghĩa, đang ngồi trên xe mô tô nghỉ ngơi bên đường. Chiếc ô tô chỉ dừng lại khi tông liên tiếp hai xe máy dựng trên lề đường và húc đổ mái hiên nhà dân. Hậu quả làm anh Nam và anh Hưng bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Ô tô do ông Nam cầm lái chỉ dừng lại sau khi húc đổ hiên nhà một hộ dân. Một người dân nói anh này say đến nỗi không biết mình bị thương, mặc dù huyết chảy rất nhiều, chỉ hỏi tại sao lại kéo tôi ra nằm đất. Công an thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông phối hợp với cơ quan chức năng liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nói trên. Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, anh Hưng nhập viện trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy. Tại đây do vết thương quá nặng, anh Hưng được chuyển tiếp xuống Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị, nhưng anh Hưng đã không qua khỏi. Ngày 23 tháng 9, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông cho biết đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với ông Trịnh Đình Nam, người điều khiển ô tô tông vào anh Nam. Kiểm tra tại thời điểm ông Nam nhập viện cho ra kết quả là 2mg trên 100ml. Không khởi tố. Sáng 8 tháng 7 năm 2020, Công an tỉnh đã có thông tin về vụ tai nạn giao thông liên quan đến Thượng úy Trịnh Đình Nam, cán bộ công an phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa, uống rượu, lái xe ô tô tông thiệt mạng người. Theo Công an tỉnh Đắk Nông, sau khi vụ tai nạn xảy ra, ngày 22 tháng 9 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Gia Nghĩa phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, Trung tâm Pháp y tỉnh Đắk Nông và chính quyền địa phương đến gia đình nạn nhân Dương Minh Hưng để khám nghiệm. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân Hưng cương quyết từ chối khám nghiệm và cam đoan không có thắc mắc, khiếu nại, khiếu kiện về sau, đồng thời viết đơn bãi nại đối với Thượng úy Trịnh Đình Nam, do đó đoàn khám nghiệm không khám nghiệm được thi hài. Ngày 9 tháng 12 năm 2019, Trung tâm Pháp y tỉnh Đắk Nông có công văn về việc từ chối giám định nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của nạn nhân Dương Minh Hưng qua hồ sơ. Ngày 7 tháng 2 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Gia Nghĩa tiếp tục trưng cầu Phân viện Khoa học Hình sự Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh giám định nguyên nhân sự ra đi của nạn nhân Dương Minh Hưng qua hồ sơ. Ngày 2 tháng 3 năm 2020, Phân viện Khoa học Hình sự có kết luận không đủ cơ sở xác định nguyên nhân thiệt mạng của nạn nhân Dương Minh Hưng qua hồ sơ. Do không kết luận được nguyên nhân khiến nạn nhân Dương Minh Hưng thiệt mạng nên không có cơ sở để xử lý hình sự đối với Thượng úy Trịnh Đình Nam. Ngày 26 tháng 5 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Gia Nghĩa ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ tai nạn giao thông nêu trên, chuyển hồ sơ và các tài liệu liên quan đến đội cảnh sát giao thông thành phố Gia Nghĩa để xử lý vi phạm hành chính đối với Thượng úy Trịnh Đình Nam theo quy định. Liên quan đến vụ việc trên, trước đó đại diện Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông là do Thượng úy Trịnh Đình Nam điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu bia, đi không đúng phần đường dẫn đến tai nạn khiến anh Hưng qua đời. Công an Gia Nghĩa sau đó đã đình chỉ công tác 30 ngày đối với Thượng úy Nam để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, cơ quan điều tra đã thu thập tài liệu, chứng cứ và phối hợp với Viện Kiểm sát để xử lý vụ việc theo quy định. Về dân sự, gia đình nạn nhân đã thống nhất nhận đền bù từ Thượng úy Nam số tiền 400 triệu đồng. Ngày 7 tháng 9 năm 2020, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Đắk Nông cho biết đã tiến hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Thượng úy Trịnh Đình Nam, đảng viên cán bộ đội tham mưu tổng hợp Công an huyện Đắk Song, nguyên cán bộ Công an phường Nghĩa Phú.
Thượng úy công an tông thiệt mạng người rồi bỏ chạy. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Củ Chi xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông tại xã An Nhơn Tây, làm một người thiệt mạng, một người bị thương. Nạn nhân là anh Võ Văn Hơn, 35 tuổi, đã mất và cháu Võ Thành Đạt, con trai anh Hơn phải nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, gãy tay. Người lái ô tô gây tai nạn là Nguyễn Văn Xịt, 30 tuổi, thượng úy công an, hiện công tác tại công an quận 4. Khoảng 15 giờ 50 phút ngày 17 tháng 11, ông Võ Văn Tách, cha của anh Hơn đứng trước nhà lợp mái che, thấy hai cha con anh Hơn đi bộ bên lề đường bến đỉnh ấp Gót Tràng, xã An Nhơn Tây, Củ Chi. Bất ngờ chiếc ô tô từ phía sau đang ôm cua đột ngột, mất lái băng qua lề trái, tông nát đám cỏ bên đường. Theo đà, xe lao qua lề phải, nơi anh Hơn và con trai đang đi bộ. Hơn chạy đến ôm con lên cao với ý định nhảy xuống bãi đất trũng kế bên, thoát thân nhưng không kịp. Chiếc ô tô tông thẳng khiến Hơn bị hất văng lên cao rồi bay về phía trước khoảng 15 mét. Cháu Đạt văng ra gần đó. Ông Tách nhớ lại giây phút chứng kiến con trai, cháu nội gặp nạn. Theo ông Tách, thời điểm chứng kiến người thân gặp nạn, ông chạy ra đường la hét, chặn dừng xe lại. Nhưng người lái vẫn không giảm tốc độ mà còn có ý định lao thẳng vào ông, khiến ông phải ra qua vệ đường. Rồi người này lái xe trốn chạy. Mọi người xung quanh kịp báo công an và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Một người đi đường chạy xe máy truy đuổi thì tài xế ô tô rẽ vào một căn nhà trên tỉnh lộ 7, cách hiện trường hơn 1 km rồi đóng sập cửa lại. Sau đó công an địa phương có mặt mời người này về trụ sở làm việc. Tại hiện trường, vết tích của bánh ô tô in đậm trên mặt đường nhựa, nhiều đám cỏ bị cuồn nát và những mảnh vỡ của kính ô tô bể vụn còn sót lại. Cơ quan điều tra đã cắt cử cán bộ chuyên trách ghi nhận thực nghiệm hiện trường. Qua xác minh, thượng úy Xịn có bằng lái xe, chiếc ô tô mượn của người quen. Chiếc ô tô được tạm giữ ở trụ sở công an huyện phục vụ công tác điều tra. Gia đình ông Tay chủ động đến thăm hỏi và đưa 40 triệu đồng để gia đình anh Hơn lo hậu sự và thuốc men viện phí cho cháu Đạt. Thân nhân nạn nhân cho hay, qua 2 ngày điều trị, cháu Đạt đã qua cơn nguy kịch, đã hồi tỉnh nhưng chưa xuất viện. Đại diện công an phường 10, quận 4 đã đến đám tang chia buồn, động viên và hỗ trợ cho gia đình anh Hơn. Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp, trưởng công an quận 4 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc thượng úy Nguyễn Văn Xịt gây tai nạn tại địa bàn huyện Củ Chi hoàn toàn không liên quan đến công tác của thượng úy Xịt tại đơn vị. Theo ông Hiệp, thời điểm thượng úy Xịt nghi vấn gây tai nạn là ngày nghỉ, về gia đình ở Củ Chi giải quyết việc riêng nên trách nhiệm của thượng úy Xịt lúc này như một người công dân bình thường. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Củ Chi đã khởi tố thượng úy Xịn về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó thượng úy Xịn cũng đã bị tước danh hiệu công an nhân dân do liên quan đến sai phạm này. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.